Anh đó nha, mai đi thay đồ cái thì mai vô ẩm con đi uống sữa nha nha. Anh đã đợi mai chút xíu Xin chào các cô chú anh chị các bạn đang xem kênh của Diễm. Bây giờ mà Diễm thay đổi cái giường này cho bé ăn cho nó ngủ ngon nè. Cái giường này nó to hơn cái lúc trước á, cái lúc trước nó nhỏ lắm, thì cho nó ngủ từ lúc mà mới sanh tới bây giờ thì cũng 6 tháng rồi. Nên là bây giờ cái giường kia nó bị chật, nó ngủ không được thoải mái, nên là đổi qua cái giường này nó rộng nè, nghe nó rộng thoải mái lắm, nó ngủ nó có nhiều không gian cho nó ngủ. Nhưng mà điều sợ nó lật ban đêm á, cho nên là phải tấn mấy cái mền này nè, tấn cái mền lại để cho nó không có lật. Nhiều khi mình sợ nó ban đêm đang ngủ xong cái nó lật mình không hay. Qua đây có nhiều không gian ngủ ngon lắm nha, ngủ có khi được 4 tiếng 5 tiếng luôn, hết sức anh nha. Anh lật anh xoay đầu vậy đó hả? Trời ơi, công nhận quen này nó xoay đầu luôn á cô chú anh chị. Hồi nãy á, là Diễm để nó nằm trong đây là cái đầu nó xoay ở hướng này nè, xong rồi Diễm lấy cái gối ra ngoài, rồi lấy cái gối ra ngoài để hồi nữa cho nó nằm ra cái nồi kia, xong rồi giờ đi vô thấy là nó thay đầu ngược lại hướng này rồi. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy hả? Sao giỏi dữ vậy con? Tự xoay đầu luôn vậy đó hả? Hả, làm kiểu gì mà xoay đầu vậy hả? Xi xi đó hả? Giờ mà ẩm ra nha hen, đến thôi hồi nó mệt xoay đi chỗ khác nữa à, hết sức không xoay vậy đó, xoay hết sức luôn không hết sức à. Bây giờ Diễm đang nấu cái trà để uống nè các cô chú anh chị. Cái này cái trà túi lọc. Cái trà hồi nãy Diễm nấu là cái trà này nè các cô chú anh chị. Là cái trà đó là được người ta làm từ cái này nè. Cái củ này người ta gọi là cái củ Thì Là, hoặc là bên mình gọi là cái củ hồi Đà Lạt á. Thì Diễm uống cái trà đó với lại ăn cái củ này để cho nó có sữa thêm ấy. Thì ở bên này á, mình không có ăn uống được nhiều như là ở bên Việt Nam của mình, cho nên là khoảng nó cũng bị không có nhiều sữa không á. Thì khoảng tháng tháng thứ năm, bắt đầu tháng thứ năm thì nó ít sữa rồi, và có mấy ngày là nó cực kỳ ít sữa luôn, cho nên lúc đó là em cũng khá là hoang mang luôn nha. Bên này thì không có ăn uống đồ canh niêu rồi như bên quê của mình được, tại vì rất là thực phẩm nó không có được phong phú như bên mình ấy. Thì có một cái chị người Philippines đó, chị mới có chỉ cho Diễm một cái mẹo đó. Chị nói là uống cái trà này nè, uống cái trà này thì nó sẽ có nhiều sữa hơn. Thì Diễm mới mua về cái này uống giống như trà túi lọc mình, thì nước sôi thì bỏ vô chút xíu à, thì mình uống bỏ thêm tí đường nữa. Thì chị thì chỉ chỉ là uống cái trà thôi, Diễm thì Diễm mua luôn cái củ tươi này. Cái này là cái củ tươi này, người ta bán cũng rẻ lắm nha. À, bên này người ta bán 1 ký như vậy khoảng 3 ơ, tính ra khoảng 75 ngàn, 75-80 ngàn 1 ký. Thì cái này á, mình ăn thì nó có nhiều cái, nhiều cách ăn. Thứ nhất là mình có thể xào thịt bò ăn, hoặc là có khi Diễm cũng nấu canh chua Diễm bỏ vô, như một lọ nguyên liệu đi, nấu canh chua bỏ vô. Hoặc là mình có thể ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp thì mình xắt ra, mình xắt nhỏ 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 ra, rồi cái mình trộn giấm rồi dầu ăn muối rồi trộn như là trộn salad ăn vậy đó, thì mình ăn sống trực tiếp luôn. Nó thì cũng không có ngon quá, nó có cái mùi, đặc trưng của cái này, không biết nó giống cái mùi gì nữa, nó không có tưởng tượng được là cái mùi nó giống với cái mùi rau cải nào khác, nó có cái mùi đặc trưng lắm, nó không có quá ngon. Nhưng mà tại vì mình cố gắng ăn để cho nó có nhiều sữa cho bé nó uống á, nên là mình ăn cái này nè. Nên là các chị em nào mà nếu mà ở Việt Nam mình thì mình có nhiều cái loại thực phẩm để mà có nhiều sữa, kích sữa cho nó về rồi thì thôi, mình ăn đồ bên Việt Nam mình thì nó có nhiều sữa. Còn ở những cái chỗ nào mà các chị em mà không có nhiều thực phẩm như ở bên mình ấy, thì mà có dễ dàng mua được cái này thì mình có thể là mua cái này ăn để là cho nó nhiều sữa hen. Bữa nay thì hai mẹ con của Diễm lại đi ra ngoài vườn để đi ra hái rau nè. Bây giờ thì bên Diễm cũng bớt nóng rồi nha, gió nó làm ngã mấy cái trụ đậu này.
Giờ thì mình thấy nắng vậy đó nhưng mà nó bớt nóng hơn rồi. Hồi lúc trước có thì cứ cho bé An nó mặc đồ ngắn đồ không à, bây giờ là phải mặc đồ dài rồi. Ở bên Diễm mỗi năm chỉ được có 2 tháng nắng thôi, còn những tháng khác là bắt đầu nó lạnh lạnh và nó rất lạnh. Hôm nay thì hai mẹ con đi ra ngoài này hái rau. Nay thì Diễm chỉ hái đậu với lại bí ngòi. Hôm nay thì nội của bé An cái chân bị đau á, nên là cũng không có đi hái rau củ gì được, nên là Diễm phụ bà đi hái. Thì Diễm hái được ít bí ngòi với lại đậu rồi nè. Giờ thì Diễm hái thêm một ít nữa. Cái bí ngòi thì nó ra trái rất là nhiều. Đây là đậu nè, cái loại đậu này ăn cũng khá là ngon. Thời tiết ở bên chỗ Diễm thì không biết có được coi là khắc nghiệt hay là không. Thấy một số bạn ở bên Trung Quốc thì có nói là thời tiết của bên các bạn rất là khắc nghiệt. Nhưng mà mình cũng thấy các bạn có trồng được bầu mướp rồi nữa. Ở bên chỗ Diễm thì bầu mướp là trồng không có được đâu nha. Mỗi năm chỉ được có 2 tháng nắng thôi. Và mình trồng mướp thì trồng hết cái mùa nắng, chuyển qua tới mùa lạnh luôn rồi. Mà cái dây mướp nó mới lên được khoảng hơn 1 mét thôi. Cho nên là không có trồng rau gì được nhiều chứ, chỉ trồng được có mấy loại thôi à. Thời tiết ở một số vùng như là ở miền Nam hoặc là gần các cái đảo á, thì nó nóng nhiều hơn, người ta trồng được rau củ đồ nhiều, trồng được cây trái, có thể là trồng được xoài, đu đủ đồ này nọ. Chứ ở chỗ của Diễm là không có trồng được mấy cái loại đó, chỉ trồng được một số loại cây ngắn ngày thôi. Bầu mướp, khổ qua gì là trồng không có được, hoặc là Diễm không biết cách trồng hay sao ấy. Nên là mình trồng hết mùa rồi mà chả có được cái gì hết trơn. Cái này gió nó làm cho mấy cái chuột đồng này nó ngã nè. Mỗi năm nó đều có mấy đợt gió hết, và gió rất là mạnh, gió ngày gió đêm, gió khoảng chừng một ngày một đêm hoặc là 2 ngày, thì lúc đó là mấy cái chỗ nào mà mình trồng đậu á là nó bị ngã hết luôn, năm nào cũng vậy hết. Hoặc là có khi mỗi năm nó đều có cái mưa đá thì nó làm cho rau củ của mình nó bị thiệt hại rất là nhiều. Mấy cái đậu này thì mình có thể trữ được trong cái tủ đông á, cho nên là nếu mà cái mùa hè mình ăn không hết á thì bỏ vô trong cái ngăn đá tủ đông á, để mà mình trữ lại thì tới cái mùa lạnh á mình có thể sử dụng để mình nấu súp hoặc là mình nấu các cái món khác. Ở bên này thì ăn đậu khá là nhiều. Hôm nay thì Diễm chỉ hái một ít thôi, Diễm không có hái hết, vì hái hết cái này thì nó lâu lắm. Cái đậu hái về thì Diễm luộc rồi Diễm để nguội nè. Bây giờ thì Diễm trộn nó với hành tây. Hành tây thì thường mình sẽ chọn cái hành tây đỏ thì ăn nó ngon hơn nha. Cái hành tây trắng này thì nó bị hăng hơn á. Nhưng mà tại vì mình không có trồng cái hành tây đỏ nên là mình chọn cái hành tây trắng này. Mình chỉ chọn một ít thôi. Này mình làm cái salad đậu. Món này thì mình ăn lạnh nó mới ngon. Và mình có thể chọn thì mình ăn một ngày hoặc là tới ngày hôm sau thì nó thấm gia vị nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì Diễm đang chuẩn bị để nấu cơm trưa. Hôm nay thì Diễm làm cái thịt nai chiên nha. Cái thịt nai này thì người ta bán cũng rẻ lắm. Nay mình chiên tẩm với lại trứng gà và cái dụng bánh mì. Cái thịt nai này người ta bán 1 ký có hơn 10 ơ thôi, thì chỉ bằng giá thịt gà. Thịt gà ở siêu thị bán cũng hơn 10 ơ một ký rồi. Cái này thì thịt nai là thịt gừng ấy, mà người ta bán cũng hơn 10 ơ một ký hả. Hồi năm rồi thì mua
6 kg là 70 ơ, thì bỏ tủ đông ăn tới năm nay. Cái món này mình chiên thì nó rất là nhanh luôn. Cái đậu mình trộn làm salad thì mình để cho nó thấm gia vị rồi mình mới ăn. Mình có trộn salad rau cho ba bé ăn ăn. Còn hôm nay thì Diễm sẽ trộn cái cà chua với lại dưa leo này làm salad nha. Cái dưa leo này thì của chị người Philippines đó, chỉ cho Diễm nè. Cái dưa leo chỉ trồng thì ra cái trái dài. Còn mình cũng có trồng dưa leo rồi, nhưng mà mình mua cái hạt về mình tự gieo á. Thì trên bao bì nó cũng ghi là cái trái dài nữa, nhưng mà tới khi trồng ra thì nó lại ra cái trái rất là ngắn. Còn cái trái ngắn thì nó hay bị đắng, còn cái trái dài này thì nó không có đắng chút nào hết á. Cái này thì mình trộn salad, cũng thêm muối, dầu và có thêm chút giấm nữa. Mình thấy ăn cái salad này cũng ngon nữa, nhưng mà ba bé ăn thì không có chịu ăn cái này. Ba bé ăn chỉ ăn cái rau salad trộn thôi, chứ còn cái dưa leo là không bao giờ mà ba bé ăn chịu ăn hết trơn. Hôm nay thì nhà Diễm ăn trưa rất là đơn giản, rất là nhanh nha. Diễm chỉ làm cái thịt chiên này thôi với lại cái cơm. Thì cái cơm á, mình làm kiểu cơm Ý là cơm luộc á, chứ không có nấu theo như cái kiểu cơm Việt Nam của mình. Cái thịt này mình chiên á, thì mình chiên cho nó chín xong rồi mình chỉ rắc muối lên trên thôi. Ở bên Ý này người ta nấu đồ ăn thì rất là hạn chế bỏ cái gia vị, không có như Việt Nam của mình là bỏ gia vị đậm đà nha, chỉ bỏ thêm chút muối thôi nha. Ăn trưa xong thì cả nhà Diễm sẽ đi ra ngoài vườn rau chơi tiếp. Cảm ơn các cô chú anh chị các bạn đã xem clip hôm nay nha.